như là một cái có bao nhiêu cơ hội để quý vị làm giống như tối nay quý vị làm đâu. Chúng con đi ra để hội Chúa để đem tin lành của Chúa cho đồng bào chúng con. Xin mời quý vị. Dạ vâng. Xin mời. Chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được cứu. Các thầy giáo và thầy quá. Và chúng tôi cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa là họ ở tại trong cơ sở đó, họ ăn ở trong cơ sở đó, họ đi làm nhưng mà rồi họ không tin Chúa. Cuối cùng thì chúng tôi đến thì họ lại trong cơ quan truyền giáo. Và nếu Đức Chúa Trời là đấng chủ hơn nữa, chúng tôi sẽ làm và ủng hộ ông bà. Còn một số người chưa biết rằng là nhà sĩ cũng như là giáo sư. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu Tuấn Hùng từ một con nước ao được nhà cùng tạ ơn Chúa với Liên Hữu. Vì những người này sẽ nói về tương lai, nhưng mà một người trên khắp phương ba mảnh đất. Xin cảm ơn cô Thu Vân. Cảm ơn tất